Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai vừa tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2018. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lào Cai là đơn vị mới được thành lập của ngành y tế nhưng đã khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong công tác quản lý an toàn thực phẩm. Thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tham mưu phát triển công tác quản lý an toàn thực phẩm, huy động được sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân tham gia thực hiện an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và cán bộ chi cục cùng ôn lại lịch sử, đọc thư Bác Hồ gửi hội nghị cán bộ y tế cách đây 63 năm và trao quyết định khen thưởng cho những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2017. Bộ Giao thông Vận tải cho biết hiện vốn ngân sách mới chỉ đáp ứng được khoảng 1/4 nhu cầu tối thiểu để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông. Cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành là những công trình giao thông trọng điểm sẽ được ngành giao thông tập trung triển khai trong năm nay. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết hiện vốn ngân sách mới chỉ đáp ứng được khoảng 1/4 nhu cầu tối thiểu để thực hiện các dự án này. Đối với dự án sân bay Long Thành, ngân sách có khoảng 1 tỷ USD, trong khi tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là gần 6 tỷ USD. Còn với cao tốc Bắc Nam, tổng vốn đầu tư là khoảng 119.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách chỉ đáp ứng được khoảng 55.000 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, phần lớn ngân sách sẽ chỉ là vốn mồi để thực hiện việc giải phóng mặt bằng. Còn để có thể triển khai xây dựng, buộc ngành phải huy động nguồn vốn ngoài ngân sách. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2018, cả nước phấn đấu ít nhất 37% số xã, tức là khoảng 3.302 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 5% so với năm 2017. Trong năm 2018, mục tiêu cả nước có ít nhất 48 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 8 đến 10 đơn vị so với năm 2017. Bình quân tiêu chí trên xã cả nước tăng thêm tối thiểu là 0,5 tiêu chí trên xã so với năm 2017, giảm số xã đạt dưới 5 tiêu chí xuống dưới 100 xã. Để đạt được mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nông thôn mới, khuyến khích tạo phong trào khởi nghiệp nông thôn, thu hút doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là thanh niên trí thức, tiếp tục rà soát, hoàn thiện tất cả các cơ chế chính sách để thực hiện chương trình. Đôn đốc các địa phương xây dựng các đề án xây dựng nông thôn mới đặc thù, các đề án thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Tính đến hết tháng 11 năm 2017, cả nước có 2.884 xã, tương đương với 32,30% được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân nữa lại về với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Trịnh Tường, huyện Bát Sát. Với họ, đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em là ruột thịt, nên mỗi mùa xuân tới là tình cảm gắn bó của họ với mảnh đất này ngày càng thêm bền chặt. Đa số các chiến sĩ đóng quân tại đồn biên phòng Trịnh Tường đều từ miền xuôi lên công tác. Để vững chắc tay súng, bảo vệ biên cương của Tổ quốc, thì việc bám nắm địa bàn cùng chung tay hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là vô cùng quan trọng. Các anh đã giúp đỡ người dân nơi đơn vị đóng quân bằng nhiều cách, hỗ trợ bà con về con giống, ngày công lao động, tham gia giúp đỡ, hướng dẫn bà con cách trồng cây gì, nuôi con gì để cho năng suất, chất lượng, cải thiện đời sống. Nhà mình còn nghèo, năm nay trời rét quá, chăn nuôi cũng không được mấy, nên cũng chưa sắm sửa được gì cho vợ con. Hôm nay được bộ đội đến thăm, lại cho quà Tết, mình vui lắm. Còn đây là ngôi nhà của em Lý A Sự, học sinh lớp 6, trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Trịnh Tường. Bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác, bỏ lại bốn anh em sống cùng bà nội đã già yếu. Cuộc sống rất vất vả, bữa đói, bữa no, em thường xuyên nghỉ học để phụ giúp anh chị việc nhà. Cảm thông hoàn cảnh của gia đình, đồn biên phòng Trịnh Tường đã nhận đỡ đầu cho Sự cho đến khi em học xong trung học phổ thông. Cháu mỗi năm thì được các chú bộ đội giúp đỡ về tiền ăn Tết, quà các thứ để được ăn Tết, và cháu mong là sau này cháu sẽ học ngoan, và cháu cảm ơn các chú là đã đỡ đầu nhà cháu. Thì đến nay là đơn vị chúng tôi là đang đỡ đầu cho 3 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 10 hộ đấy là nghèo trên cái địa bàn.
cùng với đó là 39 cái hộ mà gia đình chính sách trên địa bàn biên giới. Thì cái Tết này thì chúng tôi cũng tổ chức các cái đoàn đến thăm hỏi động viên với mỗi người xuất quà là 300.000 đồng. Cùng với đó chúng tôi cũng đã tổ chức hai cái tổ với hơn 10 cán bộ sĩ xuống các cái thôn bản để ăn Tết với bà con nhân dân. Và cho đến nay thì về cơ bản là 36 thôn bản trên địa bàn hai xã thì chúng tôi đều cử cán bộ xuống là ăn Tết với lại các thôn bản và bà con nhân dân. Với việc đời sống nhân dân ngày một nâng cao, các điều kiện về tiếp nhận văn hóa, thông tin thuận lợi nên việc tuyên truyền vận động của cán bộ chiến sĩ cũng dễ dàng hơn. Bà con tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nghiêm túc thực hiện quy ước, hương ước của thôn bản, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đó là thành công lớn, khẳng định lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tin yêu bộ đội, khẳng định tình quân dân càng thêm gắn bó keo sơn nơi biên cương Tổ quốc. Ngày 23 tháng 2, tức ngày 8 Tết Mậu Tuất, huyện Bảo Thắng đã tổ chức thành công hội thi chọi chim họa mi cảnh, chim trà màu hót đầu năm 2018. Hội thi diễn ra ở hai nội dung, chọi chim họa mi cảnh với 33 cặp chim thi đấu, chim trà màu hót đấu với 60 lồng chim. Trải qua nhiều vòng thi đấu hấp dẫn sôi nổi, ban tổ chức đã chọn ra được những chú chim họa mi cảnh thi đấu đẹp nhất, hay nhất, có sức bền bỉ nhất. Những chú chim trà màu đẹp nhất, có giọng hót hay nhất để trao giải ở cả hai nội dung, chọi chim họa mi cảnh và chim trà màu hót đấu. Ban tổ chức đã trao quà cờ lưu niệm cho 20 nghệ nhân nuôi chim top 20 chim trà màu hót đấu, trao quà cờ lưu niệm cho 6 nghệ nhân nuôi chim top 10, một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và một giải khuyến khích ở nội dung chim trà màu hót đấu. Trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và một giải điện quân ở nội dung chọi chim họa mi cảnh. Hội thi là dịp giữ gìn bảo vệ chim quý hiếm, góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa dân gian cũng như đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và tôn vinh các làng nghề truyền thống, năm qua huyện Bát Sát đã chỉ đạo tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa du lịch. Trong đó, nhiều hoạt động lớn đã tạo dấu ấn đặc biệt như chùm lễ hội đầu xuân, lễ hội văn hóa và ẩm thực của các dân tộc huyện Bát Sát tại xã Bản Xèo, lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa đền Mẫu, xã Trịnh Tường, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức thành công lễ hội mùa thu cấp tỉnh tại huyện nhân năm du lịch quốc gia 2017. Chùm hoạt động dài leo núi chinh phục đỉnh Lảo Thẩn, trải nghiệm phiên chợ vùng cao Y Tý, trưng bày sản phẩm không gian văn hóa các dân tộc, thăm và trải nghiệm hoạt động một ngày làm nông dân tại cánh đồng Thề Pả, di tích quốc gia ruộng bậc thang. Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức khảo sát đỉnh Lảo Thẩn, Y Tý để đưa vào khai thác loại hình du lịch chinh phục đỉnh cao, triển khai chương trình khám phá trải nghiệm văn hóa người Hà Nhì nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế phát triển du lịch. Đặc biệt, công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch được triển khai mạnh mẽ, đưa hình ảnh du lịch Bát Sát đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế. Được biết, năm 2017, lượng khách tham quan lễ hội, khách du lịch đến với Bát Sát tăng cao, với trên 23.000 lượt người, đạt trên 150% kế hoạch. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 9,5 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Đền Phúc Khánh huyện Bảo Yên được tổ chức thường niên vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch với quy mô cấp thị trấn. Hiện công tác chuẩn bị cho lễ hội đã hoàn tất. Lễ hội Đền Phúc Khánh Xuân Mậu Tuất 2018, ngoài phần lễ, các hoạt động của phần hội gồm các trò chơi dân gian như hái lộc đầu xuân, ném còn, kéo co, đẩy gậy, trọi gà, cờ tướng, bịt mắt, đập túi nước, bịt mắt, bắt vịt. Tham quan nghệ thuật trưng bày cây cảnh. Nét mới của lễ hội Đền Phúc Khánh năm nay tổ chức nhiều trò chơi dân gian hơn so với mọi năm để thu hút khách thập phương có cơ hội tham gia vui chơi, nhận thưởng. Đặc biệt năm nay, khuôn viên lễ hội đã được xây dựng khang trang hơn, tạo mỹ quan để thu hút khách thập phương đến với lễ hội. Thời điểm hiện tại là chúng tôi đã cơ bản là hoàn thành hết các cái nội dung để chuẩn bị cho tổ chức lễ hội. Công tác tuyên truyền đối với các cái xã bạn, huyện bạn thì chúng tôi đã hoàn thành trong trước Tết Mậu Tuất. Và đến thời điểm này thì tất cả các nội dung thì cơ bản đã hoàn thành. Năm nay tại sân đền Phúc Khánh, câu lạc bộ sinh vật cảnh thị trấn Phố Giàng đã mang đến trên 150 chậu hoa, cây cảnh của hơn 30 hội viên phục vụ du khách tham quan. Hội sinh cảnh trưng bày cây để phục vụ, thứ nhất là phục vụ cho cái lễ hội đền Phúc Khánh, thứ hai là để cho anh em trong hội có cái cơ hội được giao lưu, được đưa các cái tác phẩm của mình ra để cho mọi người chiêm ngưỡng, thứ ba nữa là
có thể là giao lưu, trao đổi, mua bán được, người ta biết đấy. Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, lễ hội đền Phúc Khánh Xuân Mậu Tuất năm 2018 đã sẵn sàng cho ngày khai hội. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.